Chào mừng các bạn đến với cuộc thi Cười cùng Hùng Rô. Sau đây em xin gửi đến cả nhà một vài câu chuyện giải trí, mong mọi người hãy ủng hộ em ạ. Khỉ đẹp quá, tí đang đi chơi thì thấy bóng dắt chó đi dạo, liền chạy lại và nói: "Ôi, em có con khỉ đẹp quá." Bóng đáp: "Đây là chó mà tí." Tí trả lời: "Tớ đang nói chuyện với con chó mà." Trong giờ học, thầy giáo: "Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên." Cả lớp ngồi im, sau vài phút tí đứng lên: "Thầy giáo, tí, em tự nhận mình là kẻ ngu ngốc." "Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì cô độc quá ạ." Tết đến, bố mẹ đi chúc Tết, chỉ có tí ở nhà. Một lúc sau có khách tới thăm nhà chúc Tết, tí ra đón khách: "Năm mới, cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ." "Cảm ơn cháu, thế bố mẹ cháu có ở nhà không?" "Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ có cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ." Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu tí chạy ra hớn hở khoe: "Mẹ ơi, sáng nay có cô cũng ở bên Mỹ đến nhà mình chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm." Nghe thế, mẹ cu tí mừng quính hỏi ngay: "Món quà gì thế con?" "Dạ, một quyển lịch ạ." Ngày Tết, ông giám đốc đi ngắm hoa trong công viên. Tình cờ ông thấy đứa con nhỏ của người lái xe, ông móc túi lì xì cho nó rồi tươi cười hỏi: "Cháu biết chú là ai không?" Cháu bé nhìn ông một chút rồi trả lời: "Dạ biết, chú là bạn của bố cháu, ngày nào bố cháu cũng cho chú đi nhờ xe, cháu thấy hoài." Một hôm, cô hàng xóm gọi tí sang và hỏi: "Tí, cô cho cháu chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào?" Tí cười: "Cháu lấy 1 đồng ạ." Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho tí 1 đồng. Cả tháng sau, ai ai cũng thử tí giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng: "Thằng tí ngu lắm, cho nó chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, nó chỉ chọn 1 đồng thôi." Tin đến tai mẹ tí, bà liền nọc tí ra đánh một trận rồi than: "Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có một thằng con chê tiền chứ. 10 đồng thì nó không lấy, lại lấy 1 đồng bao giờ không." Tí liền bịt mồm mẹ và nói thầm: "Khẽ thôi mẹ, con mà lấy 10 đồng thì chỉ có 10 đồng thôi, còn bây giờ con có cả hơn 30 đồng rồi nhé." Bố tí mua một cái nhà máy sản xuất giò và nói với tí: "Nếu nhét một con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò, 2 thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình, hiểu rồi chứ?" Tí: "Chưa hiểu." "Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò, 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để lại, hiểu chưa?" "Khó hiểu quá, thế có cái lại máy nào chỉ là ngược lại không bố?" "Có, đó là mẹ mày ấy." Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, nếu thấy hay thì hãy bình luận và like để ủng hộ cho mình nhé.